Xin chào tất cả anh em nhé. Mình xin được dành một chút thời gian để chia sẻ về cái sự việc đó là rất là nhiều cơ sở InPet giảm giá thành rất là rẻ, và cũng có ngược lại thì cũng có rất nhiều anh chị em làm pet nhưng mà vẫn giữ giá thành và đang bán một giá thành tương đối là cao. Vậy thì tại sao lại có điều này? Mình xin được giải thích như sau ạ. Thì việc mà các bạn giá thành là do mỗi người đặt ra thôi, nhưng mà nó cũng dựa trên cái chất lượng của sản phẩm nữa. Không thể nào so sánh tầm bậy mà có một cái giá thành chung chung được, đúng không ạ? Vậy thì tại sao lại có giá rẻ? Một là những cái đơn vị đó chưa có hàng, ít hàng để làm, đúng không ạ? Bữa nay đã 3-4 giờ sáng mà mình vẫn đang còn chạy hàng cho khách. Thì không có hàng thì phải giảm giá thành, phải đưa ra những chiến lược marketing. Sau khi mà bán giá rẻ ok rồi, làm không nổi nữa rồi, lỗ, gọi là lỗ bỏ mẹ nó rồi, thì bây giờ là phải tăng giá. Sau đó thì khách hàng cũng cứ sẽ nhận ra điều đó thôi. Bây giờ thì khách hàng đã thông minh như vậy thì họ sẽ lựa chọn đơn vị nào có một chất lượng sản phẩm pet nó ổn định và tốt để làm thôi các bạn ạ. Đấy. Còn nếu như bây giờ ngoài cái việc mà để marketing giá rẻ ra thì họ sẽ giảm cái chi phí về mực. Mực thì có 5-7 loại, đúng không? Thì có cả trăm loại như vậy là 5-7 loại nữa. Bây giờ là mực nó rẻ, chênh lệch nhau ở chỗ mực. Nếu mà mua mực dởm làm cho khách ok, giá mực nó rẻ một nửa thì chúng ta cũng là giảm giá thành một nửa thôi, đúng không ạ? Có thể giảm được 1/3 đấy. Rồi là giá pet, hai cái pet này khác nhau này các bạn này. Cái pet này khác đó, nhờ cái pet này nó phủ khác đó, cạo ra nó khác đó, hoàn toàn khác nhau. Như vậy thì pet nó cũng có loại đắt, cực kỳ đắt, nó đắt chênh gấp 1/3 là chuyện bình thường đấy. Thì cái mép pet mà tốt thì màu sắc nó cũng đẹp, cũng tốt, mà in cái đồ phủ trắng nó cũng tốt hơn, và chắc chắn là các bạn cũng dễ lột hơn. Đó là những cái loại pet tốt là nó là như thế đấy. Còn nếu mực trắng mà các bạn mua một cái loại xài mực trắng in tốt thì những người sản xuất in tốt đã đầy, người ta điều chỉnh cái chế độ in của mực trắng là 100% thì nó sẽ càng là tốt nữa, đúng không ạ? Nó sẽ càng giá thành nó sẽ càng tăng hơn nữa. Mình bật cho các bạn xem này. Ví dụ mình in một cái file như này. Ok, mình muốn điều chỉnh cái chế độ trắng này. Đó. Ví dụ nó là các bạn có thể kéo lên 100% này, hoặc đưa về là 50% này. Nó sẽ giảm bớt cái mực trắng, đúng không ạ? Đó, tùy. Ví dụ như in màu áo tối màu thì những cái màu sắc tối thì có thể để 70, 75 cũng được, không sao cả. Đấy, 70, 75 cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà nếu như mà các bạn in những cái màu mà sáng, những cái loại sáng màu thì bắt buộc là gì? Bắt buộc các bạn phải gì? Các bạn phải để ở chế độ là 90-100%. Như vậy thì nó rất là tốn tiền mực trắng. Rồi là mực màu nữa. Mực màu thì mua loại mực mà tốt thì mực có mấy trăm ngàn thì làm sao chịu được, đúng không? Màu sắc làm sao tươi đẹp như thế này các bạn thấy này. Đó. Thì rõ ràng thì nó sẽ khác biệt luôn, khác hoàn toàn luôn. Đấy. Cho nên là bây giờ mình cũng là đưa ra một cái nhận định, đó là về chi phí pet này, chi phí mực này, rồi là chi phí chúng ta cái chất lượng đầu vào in này, rồi xong có một lý do để các bạn thấy những cái bọn mà bán rẻ nó đơn giản là vì sao? Nó chạy chỉ có bộ chế độ pad, nó là 3 pad, 4 pad, 4 pad hoặc 6 pad. Đấy. Như vậy thì 4 pad, 4, 6 pad hoặc 2 pad thì tùy. Nếu mà các bạn muốn chất lượng tốt thì các bạn đi số pad cao, như vậy thì nó cũng là khác biệt nữa, đúng không ạ? Đấy. Thời gian in nó sẽ lâu hơn, vậy các bạn phải tăng giá thành thôi. Ngoài ra thì những cái thằng mà đã in pet mà máy nó đã cũ rồi, bây giờ nó cũng là cái đoạn mà cứu vớt tình hình, thì ôi giời ơi, giảm giá mà làm đại cho rồi, thu được đồng nào hay đồng ấy. Đấy, ngoài ra một trường hợp nữa đó là gì?
Đó là đầu in nó đã bị hư, đã bị xước hoàn toàn. Bây giờ nó chạy, nó cài thêm khoảng 20 cây pet nữa để mà có tiền để chi phí để thay cái đầu in. Như vậy thì nó sẽ giảm giá thành, nó chạy ào ào. Đấy, như vậy thì nó rẻ là đúng rồi đúng không ạ? Giá rẻ nó chạy ào ào như vậy thì nó xước xước tào lao, nó làm lung tung beng ấy. Thì nó vẫn cứ là gì? Nó vẫn sẽ giúp cho giá thành pet này giảm hơn nữa. Đấy, nó hoàn toàn là những lý do nó đúng. Ngoài ra thì mình xin được có một cái lý ý kiến nữa, đó là những trường hợp như này này. Ví dụ các bạn in này, in những cái hình như này thì có tốn mực gì đâu, có tốn mực gì đâu, có tốn mực tốn 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 keo gì đâu. Đấy, như vậy thì giảm giá thành là nó quá đúng rồi còn gì. Như vậy là còn tùy thuộc vào cái hình in của chúng ta nữa, cái loại hình mà đặc như này này, đây này đặc này, đây này đóng này này đặc này, đặc như thế này thì các bạn chịu gì nổi, giảm giá thành gì nổi đúng không ạ? Những loại đặc gấp mấy lần nữa cơ, nhưng mà nơi này là không sao cả, như này vẫn bình thường, còn đặc hơn kín luôn cả, không có hở một tí nào luôn, kín luôn. Bữa trước mình có video mà giải thích để về cái giá thành đó rồi đúng không ạ? Đấy, ok, như vậy là mình đã giải thích cho bạn khá là lủng củng nhưng mà đầy đủ ý về cái việc mà giảm giá thành sản phẩm. Đấy, với lại họ in có nhiều máy móc thì không có hàng, họ chạy thì họ giảm giá là đúng thôi. Tuy nhiên thì chúng tôi như bên mình thì chỉ tập trung vào chất lượng thôi, không có đẩy mạnh về cái việc mà giá cả. Các ông làm giá mấy thì tùy. Đấy, không quan trọng, mình còn hướng dẫn cho anh em mua máy pet để chạy cơ mà, thì không có quan tâm điều đấy. Bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn.